Vâng, xin được kính chào toàn thể quý cô bác và anh chị đang xem kênh Giá Rẻ Bình Dương. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2021, em Trường lại xin được phép lên sóng giới thiệu tới tất cả quý cô bác và anh chị ba mẫu xe 7 chỗ máy dầu, có số tự động, có số sàn luôn nha. Theo yêu cầu của quý cô bác và anh chị thì mấy ngày hôm nay em nhận khá nhiều cuộc gọi điện cũng như quý khách hàng đang quan tâm cái những mẫu xe 7 chỗ nhưng mà thích số tự động và mấy số sàn cũng và nhưng mà máy dầu. Thì hôm nay thì hôm qua em có không quay clip và mấy anh em của em có đi mua và sưu tầm được ba mẫu xe máy dầu 7 chỗ. Em xin giới thiệu từng mẫu cho quý khách hàng nắm trước cái thông tin xe rồi em sẽ đi về chi tiết sau. Đây là mẫu Isuzu biển 65 thì 13468 này là đời 2004, số tự động, máy dầu. Xe này có gốc Sài Gòn nha. Quý anh chị nào mua về Sài Gòn là ok luôn, đỡ tốn 20 triệu tiền tỉnh lên thành phố nè. Đấy, 204 số tự động. Và mẫu Everest đằng sau kia là đời 2010, biển Sài Gòn. Xe trang bị hộp số tự động, máy dầu turbo. Form mới, nó là form mới rồi. Form này tới 20 mấy là chung một form. Ga điện luôn, nhìn rất là sướng, đi rất là nhẹ nhàng. Và đây là mẫu Kia Carnet, sản xuất 2008, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, số sàn, nhìn rất là đẹp nha. Alo. Đi. Thì nhập khẩu nguyên xe Carnet máy dầu. Thì xe bản thì xe Carnet máy Kia Carnet phiên bản máy dầu là xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, thì cũng trang bị option như là cửa sổ trời đầy đủ hết nha. Rồi màu ghi bạc. Còn chiếc Everest kia màu hồng phấn, đây là màu đen bạc. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết chi tiết về xe cho quý khách hàng có thể nắm rõ hơn về xe. Và đây là mẫu Isuzu sản xuất 2004, trang bị hộp số tự động, biển 65, Cần Thơ nhưng xe gốc thành phố đó. Và xe được bên em chào bán với giá là 190 triệu đồng, bao gồm chi phí rút hồ sơ cho quý khách hàng và có thương lượng cho tất cả các bác và anh chị đó. Màu đen xám nhìn còn rất đẹp, keo sùng chỉ con này thì còn trên 80%, bốn quẻ lốp thì còn trên cũng tầm 80%. Xe thì hôm trước em có mua về và cho cũng có một số chỗ xấu mà một đó em cho đi làm đẹp hết rồi. Xe đang trong tình trạng rất là hoàn hảo, mua về là sử dụng, quý khách hàng không phải tốn tiền thêm để sơn phết gì cả. Quý khách hàng thấy không, xe không mới làm đẹp xong nè đó, bát bóng rồi là đẹp tuyệt vời, bốn quẻ lốp còn khá là mới, hệ thống đèn là đèn halogen đấy, bổ trợ thêm đèn gầm chiếu sáng rất là đẹp. Và trong cái bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay mà quý khách hàng mà sở hữu máy dầu đi là nói chung là rất là sướng rồi. Thì xe có trang bị hộp số tự động luôn nè. Quý khách hàng ở thành phố mà mua mẫu này đi là rất là ngon. Số tự động đi chắc kẹt xe luôn, đúng không quý vị? Rất là sướng. Đó, xe qua thời gian sử dụng thì nó có xước sát, em cho tỉa làm đẹp hết rồi. Đó, quý khách hàng thấy không? Những cái này nè là em cho đánh bát đánh bóng hết. Bốn quả lốp còn khá là mới nè. Đó, đúng như lời em nói luôn nha quý vị nha. Rồi, mâm rồi. Mâm xe đồ là mở đẹp luôn quý vị ơi. Đó, hôm trước em quay là có chỗ nó bị xấu em cho tỉa chạy hết rồi. Hiện tại là xe đang trong tình trạng rất là hoàn hảo nha, không có xấu gì hết. Isuzu số tự động, máy dầu, ối bản full. Mẫu này được trang bị hệ thống turbo, chạy rất là sướng nha. Xe máy dầu mà trang bị turbo, như quý khách hàng mà xài xe rành xe thì quý hàng đã biết là xe mà trang bị động cơ turbo là động cơ tăng áp, chạy rất là khỏe xe và nó đại diện như là thêm một cái máy nữa vậy á. Nếu mà cái hàng này mà từng là anh em tài xế lái xe tải sẽ biết xe có turbo chạy khác chứ không xe có turbo như thế nào, rất là mạnh mẽ và đỡ tiết kiệm nhiên liệu nha. Đó, xe thì ốp gương, đây ốp gương đầy đủ hết nha. Đấy, mở cửa, xe Isuzu 204 số tự động, được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện nha quý khách hàng nha. Đây là hệ thống chỉnh gương chiếu hậu điện nè, đây là chỉnh gương kính lên xuống, mọi chức năng hoạt động khá là trơn tru. Tay cửa là mạ chrome zin theo xe không có độ, mấy cái văn gỗ nè, cái này được chủ nhân sơn lên chứ theo xe là không có. Full combo luôn nè quý vị, từ vô lăng cho đến tắp bi tắp bô là rất là đẹp. Bộ ghế da có logo theo logo Isuzu màu kem xám, còn trên 90%. Bộ này thì em nghĩ là chủ xe cũng vừa bọc được một vài tháng thôi. Quẻ vô lăng nè,
Đấy, khách hàng này khá là chịu chơi nè. Rồi, vô lăng phối vân gỗ, màn hình kem dê đây nha quý vị, màn hình kem dê, kem hành trình đầy đủ, và điều đặc biệt là xe trang bị hộp số tự động nha, số tự động nè, xe trang bị hộp số tự động 6 cấp nha. Đấy, điều hòa hai vùng đây là đây, xe turbo tabi rất là đẹp, mẫu này được Không Sợ Taxi dịch vụ nè, trần nỉ zin và điều hòa trang bị hai vùng, vùng trước vùng sau, nó không sợ nóng luôn nha quý vị nha. Đây đấy, rất là rộng rãi luôn, Isuzu 8 chỗ ngồi, và xe này để được chủ nhân của nó dán phim cách nhiệt rồi. Đó, hai màn hình gối đầu, hai màn hình gối đầu vẫn còn đang hoạt động luôn nha quý vị. Đó, vẫn còn đang hoạt động luôn, xe rất đẹp, rộng rãi và sạch sẽ. Đó, thấy không, hai vùng điều hòa băng ghế đằng sau nè, nhìn còn khá là rộng rãi nha. Rồi, Isuzu máy dầu đời 2004 có turbo. Đấy, nhìn lớp lép nè, khá là đẹp luôn. Rồi, mẫu này bên em được chào bán với giá là 190 triệu đồng, bao gồm chi phí rút hồ sơ cho tất cả quý cô bác và anh chị. Xe mang trang bị động cơ 2.5 à, rất là đẹp nha, bản đủ, bản full, có turbo. Rồi, xin khép lại mẫu xe này, thì em xin bước qua bên này là giới thiệu mẫu Kia Carnage sản xuất 2008, số sàn nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, xe bản full, lại có trang bị cửa sổ trời, được bên em chào bán với giá là 289 triệu đồng, bao gồm chi phí rút hồ sơ cho tất cả quý cô bác và anh chị, và có thương lượng khi xem xe. Đây, xe được trang bị 4 quẻ mâm đúc xuyên theo xe, vành mâm là 6 quẻ vành mâm là 6 chấu kép, nhìn rất là đẹp. Đấy, hai mâm R16 nè, 25-60 R16. Đây, xe thì không có dấu hiệu 11, xe mà xe nhập thì nó bền khỏi nó luôn. Đó, thấy không, ốc cua lốp của xe nè, nhìn còn khá là đẹp nha. Rồi, tay cửa mẹ rồi luôn. Đây, tắp bô tắp bi nè, của xe nè, khỏi bàn luôn. Keo sùng chỉ miễn bàn, Kia Carnage đời 2008, xe nhập khẩu số sang, bản full. Đó, bản full, cửa sổ trời nè. Đấy, tắp bô tắp bi, nhìn còn khá là đẹp luôn. Nội thất thì được phối màu kem đen, nhìn khá là đẹp và sạch sẽ. Lót sàn, hai vùng lạnh trước sau. Dòng Kia Carnage này thì quý khách hàng biết rồi, mày xe máy dầu thì đi rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Ốc cánh đâu nè, chưa có dấu hiệu tháo lắp đây nha quý vị nha, rất còn đẹp nè. Xe mà nhập khẩu đó thì miễn bàn và chất lượng đúng quý khách hàng. Đây, em xin đây, mở cửa ra. Xe được trang bị túi khí nè, túi khí vô lăng tích hợp. Đấy, nắp này là độ cho gương kính cụp xe. Đây, chỉnh gương chiếu hậu nè, gương kính điện rồi đầy đủ hết nha. Tắp bi cửa nè, quý vị thấy không, rất là đẹp nha. Chưa trải qua phút giây dịch vụ nào hết. Xe gia đình chuẩn men 100%. Keo sùng chỉ cánh nè, vẫn còn điểm sơn của nhà sản xuất luôn. Đó, thấy chưa, keo sùng chỉ cánh nè, những cái đinh tán nè, zin hết nha, không đứt đoạn, không gì hết. Rồi, xe trang bị màn hình Android, hai vùng lạnh nóng nè, màu xanh là lạnh nè, màu đỏ là nóng nè, điều hòa auto, trang bị hộp số 7 cấp, đây, số tới là 6 số và số lùi, tổng cộng là 7 cấp số, nhìn rất là đẹp luôn. Kia Carnage 2008 nha, tem mát nhà sản xuất nè, đầy đủ nè, ốc cánh nè, không có dấu hiệu tháo lắp. Em mở, em quay rất là chậm và sắc nét cho khách hàng ở xa có thể mua được xe, tại nhiều lúc khách hàng ở xa đó. Xe thì trang bị 4 quả mâm đúc zin theo xe và hệ thống phanh ABS chống phần phanh, chống phanh bó cứng kẻ 4 bánh nha, phanh đĩa luôn, và có độ thơm đèn, có độ thơm đèn giáp biển số rồi đầy đủ nè. Đó, bạn đủ nên có xây gương, xây kính rồi, đồ đầy đủ hết. Đây là khoang cốp đằng sau của chiếc mẫu Kia Carnage. Đó, mẫu Kia Carnage nè, khoang cốp đằng sau khá là rộng rãi. Thì đây, đây là để đồ phụ tùng, tháo mở lốp bánh xe, kích gầm. Cuối hàng lưu ý giùm em, những cái đinh bon nhà sản xuất nè. Đó, rất là đẹp và rin nè, chưa có dấu hiệu mà va chạm hay làm lại nha. Đấy, những đinh bon, những cái mép này nè, nếu mà có va chạm bẻ đồng mà tiếp thì sẽ biết ngay, không thể nào mà không biết được nha. Đây, ốc nè, quý vị lưu ý giùm em nè,
Đấy, quay cận cảnh luôn, chưa có mẻ đầu ra nè, chưa có vặn ra lần nào. Đó. Với số tiền này thì các quý khách hàng sở hữu ngay một mẫu xe này mà máy dầu thì quá tuyệt vời rồi. Không còn gì đâu bàn cãi nữa. Thấy chưa? Quá đẹp. Gầm bọng của xe. Đây, gầm bọng của xe. Chưa có dấu hiệu mục một nha quý vị nha. Xin nhắc lại một lần nữa, đây là mẫu Kia Carens sản xuất 2008, phiên bản số sang, trang bị động cơ máy dầu, biển Bình Dương chính chủ, được anh em chào bán với giá rất là thân thương, chỉ với 289 triệu đồng, bao gồm chi phí rút hồ sơ cho tất cả quý cô bác và anh chị. Và bên em có hỗ trợ, bên em có dịch vụ hỗ trợ ra tên chính chủ cà vẹt, nếu mà quý khách hàng không có thời gian đi lại. Và những khách hàng nào mới lần đầu mua xe mà học bằng ra tay lái, còn cảm thấy không tự tin mà quãng đường di chuyển xe, thì bên em có tài xế hỗ trợ đưa xe về tận nhà cho tất cả quý cô bác và anh chị luôn. Đó. Và quý khách hàng có những cái trăn trở nào thì cứ lại thoải mái trao đổi với bên em. Bên em sẽ cố gắng khắc phục toàn bộ hết để quý khách hàng cảm giác thoải mái nhất có thể khi mua xe bên em. Đó. Vâng, và đây là phía trước của ảnh Kia Carens, hệ thống đèn pha là đèn chiếu sáng nè, là đèn bi, còn là hệ thống chiếu gần là đèn halogen và có bổ trợ thêm đèn gầm, nhìn rất là đẹp nhá. Màu ghi bạc nào, quý khách hàng nào mà đang tìm kiếm mình một mẫu xe máy dầu thì anh nhanh tay alo cho em số điện thoại 0972 147 247. Vâng, về bước ra đằng sau này là một mẫu xe hầm hố như chiếc bán tải luôn, hầm hố nè, Ford Everest. Đó, Ford Everest sản xuất 2010, biển số Sài Gòn. Đó, em đang cho anh em đi, tại vì biển số nó bị cũ vì ấy á, em cho anh em đổi qua biển mới rồi thì ít hôm nó sẽ có biển số biển mới luôn. Tại vì chủ cũ khúc lúc trước mua mà không tiết kiệm tiền á, không có bọc lại cái bọc á, nó bị lâu ngày nó bị cũ chạy rồi á, em cho đổi biển số mới luôn nha. Rồi, Ford Everest sản xuất 2010, số tự động. Đó, điều đặc biệt nè, 2010 số tự động màu vàng cát, màu ghi vàng, nhìn nó rất là nhạt nhạt. Số tự động đời 2010 một cầu. Thì quý khách hàng cũng đã biết là cuối 2009 qua là bắt đầu Ford Everest ra mẫu mới. Mẫu mới hay mẫu cũ, quý khách hàng nhìn giùm em cái bộ mâm 246 nè. Mâm nó là 6, đời mới là 6 đeo. Đó, mâm to. Đời này đến đời 2012 là chung một form này nha, chung một form. Mặt ca lăng mẹ chrome, đèn mắt liếc và cái mâm mẫu mới. Đấy, bây giờ em sẽ cùng với khách hàng cùng đi một vòng quanh xe Ford Everest 2010, máy dầu số tự động, biển Sài Gòn, xe form mới, trang bị động cơ có turbo, có trang bị động xe trang bị động cơ turbo tăng áp. Thì xe với khách hàng động cơ turbo tăng áp, nhưng chiếc này là nó qua form mới, thế hệ mới nên trang bị hệ thống ga điện nha. Xe nó có hai loại ga cơ, ga điện. Con này ga điện đi rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm, nên nổ máy đờ nhẹ là xe tự chạy. Thì xe mẫu này là được ga điện thì nó cũng đi giống như những con bán tải đó quý khách hàng à. Rồi, 7 chỗ nha. Đó, 7 chỗ, Ford Everest 2010, số tiền là 390 triệu thôi. 390 triệu quý khách hàng sở hữu ngay một mẫu Ford Everest 2010 số tự động, máy dầu một cầu, form mới đi rất là. Dòng Ford Everest là dòng xe em cảm thấy rất là thích thú. Bởi vì sao? Nó rộng rãi, rộng, thậm chí nó rộng còn hơn Innova luôn. Nó rộng rãi lắm quý vị à. Thoải mái, gầm cao, máy thoáng. Mà cái form dáng của nó không bao giờ lỗi thời. Cái dòng Ford rất là hay. Đó, form dáng nó cứ né nhau, không bao giờ lỗi thời. Như đi quý hàng đi form này là khỏi sợ lỗi thời luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Tại vì sao quý khách hàng đi con Fortuner đời 2009 tới 400 mấy mà không có, mình không suy nghĩ là nên đi mẫu này. Nó số tự động lại sướng mà khỏi sợ. Cái dòng Ford Everest này quý khách hàng khỏi sợ dính mấy những xe taxi dịch vụ hay là xe taxi dù luôn. Đó, đúng không? Số tự động. Đa số những cái dòng Ford Everest này là những cái người thích hầm hố. Đó, những cái công ty người ta nhìn vô là bờ thế. Đó, thích đi những cái dòng này. Đó, màu hồng phấn, 390 triệu, nhìn rất đẹp luôn. Số tự động nha. Đây, mâm là rất là đẹp luôn, R18 nha. Thông số lớp mâm là 25-60R18. Đấy, 6 chấu nè, mâm là xước nè. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn, tuyệt vời. 4 quả lốp còn trên 80%. Mà gầm bệ, tuyên bố quán hàng là gầm bệ mẫu xe này chưa được tút tát gì hết. Đây, em quay cận cảnh luôn nè. Xe gầm bọng mà chưa tút tát luôn nha.
Đó, quen thấy chưa? Đấy, qua 10 năm sử dụng mà có một tí hen rỉ là chuyện bình thường. Nhưng mà chưa giảm giá gì luôn, rất là đẹp. Xe này chưa được làm đẹp nha, em mua về chưa làm đẹp, chưa bắt bóng, chưa phủ gầm, chưa làm gì hết luôn. Em quay luôn. Đây, xe được xi nhan tích hợp trên gương, ốp chrome đầy đủ. Hệ thống đèn chiếu sáng của xe, đấy, nó hơi ngã vàng theo thời gian, nhìn rất là đẹp luôn. Đèn chiếu sáng là đèn halogen nè, còn đèn chiếu gầm là chủ nhân đổ lên bi cầu, chứ hồi xưa của nó là đèn không phải bi cầu. Đấy, mặt ca lăng mạ chrome Everest, rất là đẹp. Rồi, xin mời tất cả quý khách hàng cùng em đi vào bên trong của mẫu xe. Đây, điều đặc biệt là mẫu xe này vẫn giữ được cái bộ green. Xe trang bị là cái dòng Everest này, xe trang bị là 4 túi khí nha, túi khí quanh xe luôn á. Đây, túi khí nè, túi khí nè, túi khí đây và đây. Đó, 4 túi khí. Số tự động là bản full cao cấp, được trang bị 4 túi khí. Và điều mà tụi em tâm huyết trên mẫu xe này là xe trang bị bộ ghế riêng theo xe từ lúc mua hãng mua tới giờ, chưa được thay thế. Và đây là keo sườn chỉ cánh của xe. Phía bên phụ nè, đinh tán nhà sản xuất đầy đủ, chưa có dấu hiệu chấp vé gì hết nha. Đấy, rất đẹp, chưa mục một luôn. Tắp bô tắp bi của xe nè, được sơn vân gỗ, nhìn khá là đẹp. Tay cửa mẹ chrome. Rồi, thì bộ ghế này, bộ ghế da này nè, là bộ ghế da zin siêu xe mua trong hãng nó tặng, quý hàng nhìn thấy không? Bộ ghế tuy cũ nhưng mà rờ rất là mát mẻ và sạch sẽ. Thì nó có sờn rách, nó có sờn theo thời gian chứ không rách nha. Mình ngồi lên ngồi xuống nó nhăn nè, nó sờn theo thời gian chứ không rách. Thì bên em đang đặt một bộ mẫu ghế da mới sẽ tặng cho khách hàng cũng màu kem luôn. Thì sau khi xe này em sẽ quay sơ thôi, em sẽ cho đi làm đẹp và lên sóng. Đây, xe có túi khí nè, ký hiệu nè. Đó. Củ số nhìn khá đẹp. Xe trang bị 7 cấp số nha. Đây, màn hình Android kem lùi. Đây, màn hình Android kem hành trình trước sau. Vô lăng nhìn còn khá là đẹp, chưa có dấu hiệu gì là sử dụng nhiều. Đây, bộ ghế zin theo xe nè, nó hơi nhăn theo xe thôi, chứ thật sự là rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đó, xe trang bị hai vùng lạnh, đồ đầy đủ hết. 390 triệu thôi, 90 mấy triệu nhưng em lấy giá sỉ thôi, 390, bán cho nhanh bay. Rồi, bao gồm 390 triệu là bao gồm ký ủy quyền cho quý khách hàng luôn. Xe đang trên chính chủ luôn nha, bao ký giá cho tất cả toàn bộ quý khách hàng. Tắp bô tắp bi xe miễn bàn, số tiền thì vừa phải mà đi một mẫu xe hầm hố. Bộ ghế zin theo xe thì ngồi lên ngồi xuống nó có nhăn thôi chứ không rách nha quý vị, đúng dây zin của nó luôn nè. Hồi mua trong hãng tới bây giờ nó là như vậy rồi. Tắp bi tắp đấy, vùng lạnh độc lập riêng hai vùng đó, rất là rộng rãi luôn. Dàn cửa tắp bi là miễn bàn, đang nhìn nè, đó, rất là đẹp luôn nha, tuyệt vời. Gầm bọng luôn là thoải mái. Đó, phía sau thì quý khách hàng có thể nào mà gặp gỡ lại để chở hàng đó, hay là chở người gì đó, nếu mà không có nhu cầu sử dụng mình gặp gỡ lại, kho hành lý phía sau rộng như chiếc bán tải luôn. Mà đi xe này không sợ hết niên hạn nè, hai vùng lạnh nè. Đó, riêng biệt nha, vùng lạnh này để dành cho phía sau. Và có đèn nè, hoạt động nè. Rất là rộng rãi. Thoải mái luôn. Gầm bệ của xe là miễn bàn. Rất là đẹp. Này, chưa có dấu hiệu tút tát hay là sơn zin của xe. Đấy, chưa dấu hiệu mục một gì nha, còn rất là đẹp. 390 triệu thôi mà đi như bán tải mà không sợ hết niên hạn. Quá đẹp. Rồi, em xin mời tất cả quý bác cùng em mình tham quan phần động cơ của xe. Nổ máy luôn nha. Đây. Đây, em vừa nổ máy mẫu xe lên. Rồi, tem mát keo sùng chỉ đầy đủ hết. Rồi, xin mời cùng em mình, em đang nổ máy mẫu Ford Everest. Đây là mẫu Ford Everest 2010 số tự động máy dầu, bên em chào bán với giá là 390 triệu đồng. Những cái màu đỏ này quý khách hàng thấy không? Đó là cảm biến lùi, đó là cảm biến quanh xe. Rồi. Thì động cơ xe Ford Everest máy dầu đang là nổ, nhưng nổ rất là êm luôn. Đấy, quý khách hàng thấy không?
Đây là hệ thống phanh ABS chống, phanh vô cứng từ 4 bánh nè. Trên dòng Ford Everest, khô động cơ chưa được vệ sinh. Sau khi bên em ngày mai sẽ cho anh em tiến hành làm đẹp, bắt bóng, rửa rửa ráy sạch sẽ cho quý khách hàng luôn. Đây là khung xương phía bên phụ của xe, rất là đẹp, chưa có dấu hiệu sơn lại hay dập hay là ve đập gì hết nha. Rồi, những cái đinh bon nhà sản xuất nè, đi mua xe nào quý vị cũng được, quý vị lưu ý giùm em. Đinh bon nè, vẫn còn zin theo xe. Nếu mà con xe ve chạm vào nó sẽ gò hàng lại thì những cái đinh bon nó sẽ không còn. Đó, đây là khung xương đầu của xe, nhìn rất là đẹp và đều nhau, quý hàng lưu ý giùm em nè. Màu sơn zin hết, chưa có dấu hiệu sơn lại, không có chỗ mới chỗ cũ đúng không. Đây, những cái chỗ này nó hơi chày hoặc reset là tại vì sao? Tại vì mỗi lần mình chống cái capo này lên nè, nó sẽ cọ vào này, nó sẽ cọ vào này, nên nó hơi bị reset thôi. Thực sự là rất là rin luôn. Rin bon nè quý vị coi cho em nè, rin bon nè, rất là đẹp nha. Xe được trang bị hệ thống bóng xenon, đây là hệ thống ba lát chiếu sáng của xe. Đó, em quay rất là cảnh cảnh luôn đó quý vị. Đeo sùng chỉ capo miễn ba, logo Ford. Đó là capo zin, máy móc nè, hiện tại đang nổ máy luôn nha quý vị nha. Đây, em vừa mở nắp ra, xe Ford Everest 2010 chưa có dấu hiệu đổ hơi. Đó, nếu mà bóc khói trắng đây là dấu hiệu là xe đổ hơi rồi. Xe này máy móc còn ngon, rất là êm, chưa có dấu hiệu đổ hơi. Đó, xe rất là ngon, rất đẹp nha. Rồi, đó là mẫu Ford Everest. Thì bây giờ em xin khép lại video clip và chúc toàn thể với các bác và anh chị có một buổi tối vui vẻ sau những kỳ nghỉ lễ vui chơi bên gia đình và người thân. Và quý khách hàng nào vô tình xem được video clip của em, nhớ cho em xin một nút like và ấn nút đăng ký kênh góc bên phải màn hình và ấn nút quả chuông để cập nhật những video clip tiếp theo. Sau khi mua được mẫu xe nào, em sẽ lên clip cho tất cả quý bác và anh chị tham khảo. Có thể là ngay từ bây giờ quý khách hàng chưa có nhu cầu, hoặc là kinh tế của mình chưa đủ, hoặc là chưa có mẫu xe nào phù hợp, thì quý khách hàng xem video cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm của mình. Thì em biết gì nói đó, chứ không phải là mình, em cũng không dám nói là mình rành hết, tại vì em va chạm nhiều dòng xe cho nên em biết gì em nói đó. Quý khách hàng sau khi mà cảm thấy mẫu xe ưng ý thì alo trực tiếp cho em số điện thoại 0972 147 247, em Trường. Hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo.